đến 10%. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình, Vũ Lít đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại phần tiếp theo của tựa game Dragon City. Và nếu các bạn cảm thấy thích, đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Ok các bạn, hôm nay thì mình lại điểm danh thêm một lần nữa. Hôm qua nó bị cái lỗi lừa các bạn ạ. Cái lúc mà qua cái ngày điểm danh thứ 7 ấy, thì nó chưa cho điểm danh. Còn đâu đó tầm 4-5 tiếng nữa nó cho điểm danh các bạn ạ. Đó cho nên là nếu bạn nào mà quên không điểm danh là coi như là các bạn mất luôn. Cày thế cái chứ lại. Ủa, hôm nay thì nó ra thêm hai event mới rồi. Đó là event leo tháp cũng như là event bay à. Hôm nay cái skin con rồng ở cái event bay nhìn ngầu loài cả kèn thế này. Để mình check xem nó là cái skin gì nhá. À để xem mình check xem nó là con rồng gì. Ồ không phải con này. Ồ, vậy là sự kiện này sẽ là sự kiện của những con rồng có cánh các bạn ạ. Lee Sin rồi các bạn. Vai trưởng. Gặp ngay con rồng mù anh em ơi. Chú rồng mù này. Kama thì giống Kama nhưng mà không ngầu bằng Kama. Con này là Epic à. Một con Graffiti. Và cuối cùng sẽ là... Ui giời. Ủa sao con Legend nhìn xấu vậy? Mình thấy là bay bay mà nhỉ. Đây con này. Đây con này là con rồng mới quá. Không biết là con này mới hay cũ đây. Nhìn nó khá là giống với là một cái con Phượng Hoàng Đại Bàng gì đấy. Kiểu kiểu như thế đây. Vào bay. Đầu tiên thì cứ vào bay để kiếm ít game các bạn ạ. Kiếm game ở đầu khá là ngon đấy. Rồi vào gọi là thể hiện cái trình độ ấy coi. Nhưng biết là lâu lâu mới có sự kiện bay thì mình hỏi các bạn là xem là mọi người được điểm cao nhất là bao nhiêu điểm. Hãy comment ở dưới nhá để mình sẽ cố mình vượt qua. Nhưng mà mọi người comment đúng nhá. Nhiều bạn kêu là em được 200.000 điểm. Cái này bay được 200.000 điểm chắc là mất lag ra mất các bạn ạ. Thì hình như mình nhớ là điểm cao nhất của mình đã từng đạt được là 60.000 điểm các bạn ạ. Mình hy vọng là... Nhưng mà dạo này mình bay toàn được 20-30.000 thôi. Mình không có bay cố hơn nữa đấy các bạn. Mắt mình dạo này nó bị sưng húp lên rồi. Hơi khó nói các bạn ạ. Hơi khó nói nhưng mà không sao. Từ từ thì gọi là sẽ cố gắng vượt lại. Kiểu người ta có câu là gừng càng già càng cay. Nhưng mà cái độ phản xạ của mình thì làm sao mà được nữa các bạn. Những người nào mà càng lớn tuổi thì cái độ phản xạ người ta sẽ càng chậm thôi. Đó cho nên là nhiều bạn cứ mình chơi một số game kỹ năng như kiểu là Liên Quân ấy. Thì mọi người hay kêu là sao anh không làm thế này, sao anh không làm thế kia. Nhưng mà anh làm có ấn không có kịp anh em ạ. Và các bạn cũng đừng quên nhá, 11:30 mình sẽ like Liên Quân. Ủa không biết hôm nay có like được không ta. Ờ nhưng mà nếu như mà được thì tí nữa 11:30 mình like Liên Quân nhá. Bạn nào rảnh thì có thể ghé lên và coi nhá. Trời đấy bây giờ chơi được có 19.000 điểm đấy các bạn. Gà thì thôi rồi. Nhưng nói chung là các bạn chỉ cần cố gắng vượt qua được cố gắng vượt qua được 5 cái cầu vồng thôi là ngon đấy các bạn nhá. Nhiệm vụ là cho rồng ăn này và lai rồng à. Cho rồng ăn và lai rồng. Đây. Nhiệm vụ cho rồng ăn thì đơn giản thôi, còn nhiệm vụ lai rồng thì hơi khó. Bạn nào mà siêng các bạn làm tất cả các nhiệm vụ ở đây á thì phải nói như là làm hết tất cả mấy cái nhiệm vụ ở đây thì các bạn sẽ lấy được cái con rồng mới nhất. Kiểu kiểu thế các bạn ạ. Đây rồi, đấy. Nói chung là cái nhiệm vụ ở dưới thì khó thôi. Nhiệm vụ ở dưới thì được cộng tới 9 điểm. Ôi, cái này giờ nó cho cộng 7 luôn này hả? Ngon nha, mình nhớ là ngày xưa toàn cộng 2, cộng 4, bây giờ cho cộng 7. Vậy chắc chắn là có sự kiện mới ở trong đây. Cái quest thì nó sẽ có cái nhiệm vụ liên quan đến hai cái này. Đó các bạn thấy không? Bây giờ mình phải làm sớm ấy các bạn ạ. Làm sớm để có gì gọi là lấy mấy cái điểm này sớm. Ủa? Thôi cho này ra đi. Ô con này lên bạch kim 3 rồi. Thế thì khỏi. Giờ mình kiếm một con khác mình cho nó vào luyện thôi anh em ơi. Pèo. Đấy. Tự làm đau bản thân và tấn công quân địch. Bởi mấy cái trái tim LGBT này ra nhiều nhỉ. Hôm qua mình có hỏi mọi người đấy. Thì có bạn bảo với mình ấy là cái trái tim LGBT ấy là bởi vì nó ra là bởi vì là tháng 6 là cái tháng đang tôn vinh LGBT các bạn ạ. Nên là họ ra cái đấy. Họ ra mấy cái trái tim LGBT này. Rồi cho con này luyện luôn ha. Tính cho con Robin luyện mà thôi cho con này luyện đi. Ok. Thôi con này cũng lên bạc rồi này. Mẹ cha cho bạc cho vàng không bằng em lấy được chàng trai chơi Dragon City. Ủa? Ờ đúng rồi, tiếp tục làm nhiệm vụ anh em ơi. Hôm nay mình vào chưa? Mình nhận cái kia đó các bạn. Nhận cái top ấy à,
Không phải nhận cái top mà là nhận cái nhận cái rớt. Ủa, chính xác là vào nhận cái rớt anh em ạ. Ok, khá là ngon. À thôi, để cái clip hôm nay úp buổi tối đi. Mình đang định kêu là để cái clip về sáng mai úp, mà thôi để úp tối nay luôn anh em, để cho anh em coi. Đây, vào để mình nhận cái này. Tối nay mình tính là like liên quân nhưng mà chắc là không like được rồi. Cho nên là thôi cho anh em coi cái này luôn được. Cố lắm mới được top 1 rớt đó nha mọi người nhá. Mình sẽ được thêm hai cái pack. Một là pack hồi sinh, hai là pack liềm. Mình sẽ mở ra nào. Pack liềm mà. Pack liềm thì không ưng lắm các bạn ạ. Rồi, pack hồi sinh thì cũng khá là ngon này. Mấy cái pack này thì mình lỡ rồi đấy, mình cho con chú cá mập cầm luôn. Bởi vì là hôm qua mình tính là cho con kia cầm cơ. Hôm qua là mình tính cho con bé cá mập cầm chú cá mập cầm hai cái pack khác. Là đây, từ từ đã, để mình vào mình cho gắn pack đã. Để ở đâu? Vua bọ cạp chứ nhầm. Trời ơi, hôm qua mình tính cho con vua bọ cạp cầm cái pack liềm cũng như là pack máu. Bởi vì là hôm qua mọi người kêu là cho pack liềm pack máu, nhưng mà hôm nay thì mình lỡ cho một đống pick hồi sinh rồi, cho nên là mình lỡ mình cho thêm luôn các bạn ạ. Để nó gánh cái rank này luôn được. Hy vọng là sắp tới thì nó sẽ được gọi là sử dụng nhiều hơn ở mấy cái rank này. Chơi cho nó dễ các bạn nhá. Cái hồng thì cũng hơi toang. Counter liền, counter liền. Vua bọ cạp xuất hiện sẽ khiến cho quân địch phải mất điện nè. Rồi đánh thêm một cái nữa nè. Phê loài cả kèn. Đó. Ủa. Mấy con này thực ra mình thấy con vua bọ cạp mà lên đây nó khắc chế nhiều con lắm các bạn ạ. Rồi gặp hai con gặp nhau rồi. Hai con gặp nhau thì không biết là con nào thắng con nào thua. Nhưng mà mình lợi một cái là mình có pick liềm 6% rồi, như là mình cũng vừa đủ 6% luôn. Vậy là nếu như mà mình mà tiêu diệt con này là tự động là mình sẽ liềm được nó một cái. Khá là ngon nha. Cho nên là vừa đủ. Rồi. Đủ không? Trời, 100k. Hai con đánh nhau thì cũng tới sáng đấy các bạn ạ. Bởi vì nó có chiêu hồi máu ấy. Cái chiêu này mà nó mà giảm thời gian hồi 1-2 turn nữa thì nó còn vãi nữa các bạn ạ. May với cái này đấy, chứ không mà nó mà giảm nữa thì hai con này gặp nhau chắc đánh tới sáng là có thật đấy mọi người. Ui, nhìn đã gọi ta. Ui vãi. Mày hơi bị ấy rồi nha. Ui, con này được búp các bạn ơi. Đấy các bạn nhìn này. Máu của con Legend, con Mythic 5 sao mà nó được búp lên 11 cát cái. Giờ máu nó nhiều hơn cả con dòng Heroic của mình luôn các bạn ạ. À, thật sự. Ai có con này tầm này là hơi bị gọi là trùm đó nha. Hơi bị trùm sò đó nha. Ờ, cho này ra thí thân anh em ơi. Cho này ra thí thân một tí đi. Ây dạ. Không ăn thua mấy nhở. Được đánh hai cái không? Không được. Xem nào. Ui, con này nó còn cộng quick dam nữa chứ. Hy vọng là hai đại ca phía sau nhẹ tay một tí này. Ui, sao không phải là cái con kia nhở? Ra con kia thì mình counter được rồi. Đừng chết. Rồi, ok, hồi máu. Piêu. Ngon. Ui, gây sát thương ra con phía sau luôn. Con này xài chứ hút máu đi. Đúng rồi. Ủa, không phải chứ hút máu à? Trời ơi. Thế là mình thua rồi. À không, mình còn pack hồi sinh mà. Sao nó không xài chứ hút máu nhỉ? Nó xài chứ hút máu là mình thắng rồi. Đừng. Hay quá. Ui, sao đam nó bé vậy? Ok. Vẫn là liềm. Hay quá anh em ơi. Thắng luôn cơ mà. Tuyệt vời thực sự luôn. Chơi tiếp, chơi tiếp. Khá là ngon nha. Rồi, tiếp tục cho con này ra. Tiếp tục, ui. À quên, hôm qua có bạn kêu mình là sao cho con Redemption vào. Ừ, bây giờ mình mới nhớ ra các bạn ạ. Mình cho con Redemption vào thì nó sẽ ngon hơn đấy. Chính xác anh em ơi. Cái con này cũng mất dậy đó mày. Nó đỡ được 3 phát nhá. Thực ra thì không phải là đỡ mà là nó giảm đam được 3 phát. Nhưng nó cũng mạnh đấy các bạn ơi. Một liềm. Nó còn một phát nữa này. Nếu con này được cái nó đặt cái khiên ra trước ấy thì nó sẽ giảm đam. Nên là nhìn cũng khá là mạnh. Rồi tao sẽ happy happy happy. Happy happy happy. Đây, God Blade. Thì thanh kiếm ma quỷ à. God Ghostly Blade. Pow. Easy. Ok, lượt đánh cuối cùng. Thấy cũng đỡ đấy các bạn. Cũng khá là ngon nha. Ủa vãi. Mới vào nó đã làm nên điều kỳ diệu rồi. Điều kỳ diệu này. Điều kỳ diệu này. Thực ra thì mấy con này level nó thấp ấy, cho nên là mình rất là tự tin. Tất cả là mình cũng vừa lấy được hai cái pack xong. Thực ra thì
Cái sự kiện này mình cũng bỏ đâu đó cũng phải gần 200 game để lấy hai cái pack rồi đấy. Thì theo như mọi người thấy như vậy là ổn hay không? Mọi người thấy là bỏ gần 200 game để lấy hai cái pack như vậy là ok không? Nếu mà ok lần sau lấy tiếp. Còn nếu không ok thì lần sau không lấy nữa. Đó. Nó sẽ là như vậy các bạn ạ. Nhờn nè. Đấy con này ra, con này farm tí là con này farm khá là ngon đấy chứ. Farm ngon thì cứ bỏ vào farm thôi. Dáng mà cày cho xong cái lên Master 3 các bạn ơi. Bao nhiêu điểm rồi? Hiện tại ui, hiện tại là 11.000 à. Lên ui còn thiếu 600 điểm nữa mới lên các bạn ạ. Tính ra cũng hơi lâu. Thắng một trận được cộng có 20 điểm mà. Ít nhất là thắng 30 trận nữa cơ. Ui lâu thế nhở? Còn 2 ngày nữa không biết là đủ thắng 30 trận nữa không. Mình nghĩ là một ngày ở một turn đấy là mình thắng được 6 trận. Nếu như mà mình chăm chỉ thì chắc là vẫn đủ các bạn ạ. Còn nếu như mà mình không chăm chỉ thì chắc là cũng không đủ đâu. Còn cái để xem vào bắt ma, sự kiện bắt ma này ngon không? Ui ôi, sự kiện bắt ma lần này cũng không ngon anh em ơi. Có một game này, thu hoạch một game đây này. Và để xem là cái nhiệm vụ có cái nhiệm vụ gì để làm không. Bay thêm cái nữa đi anh em. Hôm nay hơi thích cái sự kiện bay ấy nha. Bởi vì là căn bản đấy là hôm qua mình cũng vừa mới kịp cày xong cái sự kiện giải cứu ấy các bạn. Cũng như là Candy Crush thì cũng kiếm được thêm một ít cái Insignia nữa. Nói chung là cũng ngon không tệ các bạn nhá. Đó cho nên là tầm này cũng ok. Không có cùi lắm, không có cùi lắm. Chỉ sợ là không ok thôi. Nhưng mà ok thì vẫn cứ là ok nhá các bạn. He he he. Rồi bây giờ mình sẽ đi gọi là đi bay thêm một lần nữa này. Chính xác là mình sẽ đi bay thêm một lần nữa. Ok. Hy vọng là phá được cái kỷ lục 19.000 điểm cùi bắp kia. Ngày xưa mình nhớ là mình bay cũng ghê đó mà ta. Bay sao mà mắt mình nó chảy nước mắt. Chảy nước mắt ra luôn các bạn. Mà dạo này thì cảm giác là nó không còn bay hay như trước nữa. Nó bị cúi bắp đấy các bạn. Chính xác là nó bị cúi bắp. Ok. Ok anh em ơi. Uầy, bắt đầu cảm thấy là mắt mũi hơi kèm nhèm rồi anh em ạ. 16.000 rồi. Không, chắc là lần này mình sẽ vượt được kỷ lục ấy. Mình sẽ cố đặt mục tiêu cho bản thân mình là lần này sẽ được 30.000 điểm nhé các bạn. Liệu có được 30.000 điểm hay không? Câu hỏi đó sẽ được trả lời trong vài phút nữa. Ok, chắc là được đấy các bạn. Ui trời ơi, 23.000 à. Vậy là cũng được cái kỷ lục mới rồi. Không tệ lắm. Lấy được quả táo bạc này. Ui, ước gì mà hồi nãy mình chưa có Brit đấy. Bây giờ mình vào mình làm nhiệm vụ Brit thì nó đỡ hơn các bạn ạ. Ui ôi, bỏ đâu đó tới tận 5 game. Chắc là 119 game rồi để lấy 9 cái điểm này. Vãi thật. Rồi và chắc là mình sẽ tạm dừng cái clip đây nhá. Nếu các bạn cảm thấy thích, đừng quên bỏ lại một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình. Đó chính là động lực rất là lớn cho mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn với những clip tiếp theo của mình nha. Bye bye.